Lá cây chữa táo bón hiệu quả, bạn đã biết chưa? Táo bón là tình trạng bất thường của hệ tiêu hóa khi nhu động ruột không xảy ra thường xuyên. Đó là khi bạn cảm thấy việc đi đại tiện trở nên khó khăn, kéo dài trong vài tuần hoặc lâu hơn. Nếu bạn đi đại tiện từ 3 lần trở xuống trong một tuần, thì bạn có thể đã mắc phải tình trạng khó nói này. Đa phần thì các trường hợp bệnh xuất hiện trong thời gian ngắn, không gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào. Nhưng nếu tình trạng kéo dài, nó có thể trở thành một dạng bệnh mãn tính gây khó chịu cho người bệnh. Sau đây là những loại lá cây có thể giúp bạn giảm táo bón hiệu quả. Đầu tiên là rau ngót. Theo y học cổ truyền thì rau ngót là một vị thuốc nam có vị ngọt tính mát và thường được sử dụng để thanh nhiệt, giải độc và kích thích sinh tân dịch nhuận tràng. Trong y học hiện đại thì rau ngót có ít glucid và lipid nhưng có chứa rất nhiều protein nên tốt cho sức khỏe chung của cơ thể. Đối với cách sử dụng rau ngót, rau ngót 50g giã vắt mấy nước uống 2 lần trong một ngày. Thứ hai là diếp cá. Theo y học cổ truyền thì rau diếp cá có vị tanh, tính mát, có chứa nhiều chất xơ. Rau diếp cá là một nguồn phong phú chất xơ, bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan trong rau diếp cá tạo thành một loại gel mềm trong dạ dày, giúp tăng cường tiêu hóa và thúc đẩy chuyển động ruột. Chất xơ không hòa tan thì cung cấp lượng lớn chất xơ không tiêu hóa cho ruột già, giúp tăng cường sự co bóp của ruột và kích thích việc tiêu hóa. Cách dùng rau diếp cá thì dùng rau diếp cá tươi 50g hoặc 20g khô đun với 1000ml nước, hoặc là dùng 100g rau diếp cá tươi xay để lấy nước uống. Thứ ba là nha đam. Nha đam hay còn gọi là lô hội được sử dụng như một bài thuốc nhuận tràng, giúp cải thiện táo bón, đồng thời có thể làm giảm tình trạng viêm nhiễm trong đường ruột. Nha đam có thể hỗ trợ trong việc chữa trị táo bón. Nó có chứa chất xơ tự nhiên còn gọi là aloin, giúp tăng cường chức năng tiêu hóa và kích thích sự co bóp của các cơ ruột. Điều này có thể giúp làm mềm phân và tạo động lực cho quá trình tiêu hóa. Ngoài ra thì nha đam còn có chứa các chất như chất xơ. Nha đam có chứa chất xơ tự nhiên bao gồm polysaccharide, cellulose và lignin. Khi tiêu hóa thì chất xơ sẽ hút nước, tăng kích thích đại tràng, làm tăng nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Thứ hai là nước. Việc duy trì nước cân bằng trong cơ thể là việc làm cần thiết để giữ cho phân mềm và dễ đi qua ruột. Đối với cách dùng thì nha đam tươi một lá, tức là khoảng 30 đến 50 g, đường phèn 10 g, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài lá, lấy phần ruột và cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó đem nấu chung với đường phèn, sôi từ 1 đến 2 phút, để nguội và chia làm 3 lần ăn trong ngày. Chú ý là chỉ nên áp dụng cách này để chữa táo bón đến khi thấy phân mềm và không dùng quá nhiều vì có thể gây tiêu chảy. Tiếp theo là rau mồng tơi. Mồng tơi là loại rau cây nhà lá vườn rất đối quen thuộc trong các bữa cơm mỗi ngày của gia đình. Đây là loại cây có thân dây leo, lá mềm nhớt, thân mập và nhẵn, được sử dụng để chế biến trong các món ăn ngày hè rất là ngon. Không những vậy, đây còn được xem là một loại thảo dược tự nhiên rất tốt để có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, làm nhuận dạ. Đặc biệt là trị táo bón rất hiệu quả. Vậy tại sao mồng tơi có thể làm được điều này? Thực ra thì từ xưa, dân gian đã biết dùng lá mồng tơi để làm thuốc chữa bệnh. Trong đông y thì mồng tơi còn có tên gọi khác là lạc quỳ, trung quỳ hay là tầm tơi. Theo y học cổ truyền, mồng tơi có vị ngọt tính hàn, có tác dụng nhuận tràng và thanh nhiệt. Trong mồng tơi có chứa một lượng lớn các khoáng chất và các vitamin cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, lượng tinh bột polysaccharide và chất nhầy dồi dào còn được coi là chất dẫn, giúp cho quá trình tiêu hóa được dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, ăn nhiều rau mồng tơi còn giúp cho hệ tiêu hóa trơn tru nhờ tác dụng nhuận tràng và kích thích các nhu động ruột hoạt động tốt. Do đó, đây là cơ sở cho thấy rau mồng tơi có thể dùng để trị táo bón. Đặc biệt trong trường hợp táo bón lâu ngày, phân khô cứng, sôi bụng hay đau quặn vùng bụng dưới do khó đi đại tiện thì ăn mồng tơi cũng sẽ hỗ trợ thuyên giảm triệu chứng này đáng kể. Không những vậy, rau mồng tơi còn có thể được sử dụng để hỗ trợ nhiều bệnh khác có liên quan đến rối loạn tiêu hóa như là nóng ruột, tiểu tiện nóng buốt. Đối với cách sử dụng thì là dùng lá mồng tơi khoảng 50-70g, muối vài hạt, rửa sạch và giã nát, vắt lấy nước cốt, pha thêm một ít nước, cho muối vào đun sôi để nguội và uống một lần. Tiếp theo là lá phan tả diệp. Phan tả diệp hay còn gọi là tiêm diệp, hiệp diệp. Đây là loại cây bụi có chiều cao từ 0,5-1m, thường mọc hoang ở những nước nhiệt đới. Lá của cây phan tả diệp được phơi khô và chế biến thành trà hoặc là sắc uống. Trong đông y thì phan tả diệp có tính hàn, vị ngọt và hơi đắng. Với các hợp chất hóa học được tìm thấy trong cây phan tả diệp thì uống lá phơi khô hoặc trà phan tả diệp sẽ mang lại những tác dụng sau. Thứ nhất là trị táo bón và rối loạn tiêu hóa. Phan tả diệp giúp nhuận tràng, kích thích hệ tiêu hóa,
Vì vậy nó rất tốt để chữa táo bón. Ngoài ra nếu kết hợp lá phan tảo diệp với các vị thuốc khác thì có thể giúp cải thiện tình trạng rối loạn tiêu hóa. Công dụng thứ hai là hỗ trợ tiêu hóa. Lá của cây phan tảo diệp còn có chứa các chất hóa học như quercetin có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Ngoài ra thì các chất chống oxy hóa mạnh trong trà lá phan tảo diệp còn có khả năng kháng khuẩn, chống lại các gốc tự do và tăng cường sức khỏe đường ruột, giúp phục hồi chức năng của đường ruột. Công dụng tiếp theo là làm sạch ruột. Ở những bệnh nhân được chỉ định là nội soi dạ dày thì lá cây phan tảo diệp còn giúp làm sạch ruột trước khi thực hiện nội soi. Phan tảo diệp có tác dụng phụ thuộc vào liều. Việc sử dụng quá liều có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như là tiêu chảy nghiêm trọng, đau bụng dữ dội, táo bón nặng hơn hoặc là hạ kali máu, chán ăn, buồn nôn. Các biểu hiện dị ứng như là phát ban hoặc là sưng mặt. Nếu có bất kỳ biểu hiện nào nêu trên thì bạn cần ngưng sử dụng ngay. Tuy nhiên, các loại lá cây này có hiệu quả không được ổn định và phụ thuộc vào cơ địa của người dùng. Trong quá trình sử dụng thì sẽ phải sắc nước uống hoặc là chuẩn bị lích kích, tốn nhiều thời gian. Do vậy thì nhiều người không kiên trì khiến cho tình trạng táo bón không được cải thiện hiệu quả. Hiện nay thì các sản phẩm từ thảo dược đang là xu thế sử dụng bởi tính an toàn, hiệu quả mà không cần phải tốn thời gian để sắc nước uống. Insotagon, thông tắc sinh lý tự nhiên tốt cho người bị táo bón. Để hỗ trợ điều trị táo bón thì sản phẩm Insotagon đã được nghiên cứu và cho ra đời. Với các thành phần chiết xuất từ thảo dược và các chất đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả cho các trường hợp bị táo bón. Insotagon giúp hỗ trợ điều trị táo bón theo hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất là nhuận tràng tạo khối nhờ các chất xơ hòa tan có trong sản phẩm như là phốt, fibragum, mủ chôm. Những chất xơ này sẽ trương nở ra, không được hấp thu nên làm tăng khối lượng phân, giúp kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả. Từ đó có thể tăng cường đẩy phân ra ngoài dễ dàng hơn. Cơ chế thứ hai là nhuận tràng thẩm thấu. Trong Insotagon có chứa hai chất là sorbitol và galactofructose. Những chất này có vị ngọt, có tác dụng gia tăng áp suất thẩm thấu trong ruột. Từ đó có công dụng là kích thích nhu động ruột, làm mềm phân hơn để dễ đi vệ sinh và gia tăng số lần đi tiêu. Trong Insotagon còn có chứa lợi khuẩn đa chủng dạng bào tử, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giúp cho đường ruột khỏe mạnh và hạn chế mắc các bệnh về đường tiêu hóa như là tiêu chảy hay là rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, lợi khuẩn còn sinh ra các enzyme và các vitamin nhóm B giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hạn chế đầy bụng khó tiêu. Hơn nữa thì lợi khuẩn còn giúp tạo ra màng nhảy trong đại tràng, tạo ra một lớp màng bôi trơn để phân dễ dàng di chuyển trong đại tràng và tống ra ngoài một cách dễ dàng hơn. Hơn nữa, trong Insotagon còn có các vitamin nhóm B như B1, B5 và B6. Các vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong điều hòa chức năng của các enzyme tiêu hóa, giúp cho các chất dinh dưỡng được tiêu hóa, hấp thu và chuyển hóa thành năng lượng. Tùy theo mức độ của táo bón mà có cách điều chỉnh lượng dùng Insotag. Thông thường sau 2 đến 3 ngày sử dụng là bệnh nhân có thể đi ngoài được. Đây là một sản phẩm chứa các thành phần tự nhiên, giúp thông tắc đại tiện một cách sinh lý. Do vậy cần kiên trì sử dụng sản phẩm để giúp cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đối với người lớn tuổi thì nhu động ruột sẽ giảm, do vậy cần kiên trì sử dụng sản phẩm này trong 2 đến 3 tháng thì sẽ khôi phục lại được nhu động ruột một cách bình thường. Để sử dụng sản phẩm hiệu quả thì bạn thực hiện theo hướng dẫn sau. Nếu tình trạng táo bón nặng, tức là bạn chỉ đi ngoài được một lần trong một tuần, thì uống 2 gói một lần, ngày uống 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 1 giờ. Pha một gói với khoảng 30 đến 60 ml nước đun sôi để nguội, sau đó khuấy đều để 2 đến 4 phút cho trương nở hết thì uống. Nên uống ngay sau khi pha và nên sử dụng đều đặn để đạt được hiệu quả tốt nhất. Táo bón tuy không phải là tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể gây phiền toái cho người mắc phải. Hy vọng những thông tin tôi vừa chia sẻ sẽ giúp bạn có cách giảm táo bón hiệu quả. Nếu còn bất kỳ câu hỏi nào về tình trạng táo bón, cũng như muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Insotagon, thì đừng ngần ngại mà liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline trên màn hình để được tư vấn nhanh nhất. Cảm ơn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.